Nhân quả báo ứng Tơ hào chẳng sai Chủ giảng Pháp Sư Tình Không Giảng tại Đại lễ Tế Tổ Ngày 14 tháng 6 năm 2017 Tại Đại học xứ Wales Trinity Saint David Anh Quốc Kính chào Thầy Hiệu trưởng Hills Kính mến các vị quan khách Các vị lão sư Các vị đồng học Xin chào mọi người Hôm nay tôi rất vui mừng Nhìn thấy Các vị đến tham dự Đại lễ Tế Tổ lần này Tôi còn nhớ vào tháng 7 năm ngoái Chúng tôi lần đầu tiên Tổ chức đại lễ Tế Tổ Ở nơi đây Mọi người sau khi tham dự Buổi lễ rất là quan hỷ thời gian trôi qua thật là nhanh chớp mắt một năm đã trôi qua năm nay là lần thứ hai tổ chức đại lễ tế tổ chúng tôi hy vọng là mỗi năm đều có thể tổ chức đại lễ tế tổ ở nơi này ý nghĩa của lễ tế tổ là tưởng nhớ ân đức tổ tiên tri ân báo ân tổ tiên và chúng ta có sự liên hệ thân thiết không thể tách rời Nhờ có tổ tiên trong quá khứ Mới có chúng ta ngày hôm nay Hướng hồ tổ tiên Đã để lại cho chúng ta Những trí huệ và kinh nghiệm quý báu Chỉ dẫn cho chúng ta Hướng đi của cuộc đời Ân đức này Thật là to lớn Tổ tiên của các dân tộc Trên thế giới Và các vị thánh hiền trong các tôn giáo Đều dạy cho chúng ta Giáo dục luân lý giáo dục đạo đức giáo dục nhân quả và giáo dục thánh hiền bốn loại giáo dục toàn cầu này cực kỳ quan trọng đối với sự tịnh hóa nhân tâm và hài hòa xã hội do đó chúng ta phải nghiêm túc học tập trong bốn loại giáo dục toàn cầu này giáo dục nhân quả đặc biệt quan trọng đối với việc sửa đổi thế đạo nhân tâm tuy nhiên đây là loại hình giáo dục bị lơ là nhất trong xã hội vì vậy đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra sự bất an động loạn trong xã hội hiện nay cho nên hôm nay tôi muốn nhân cơ hội này giảng về giáo dục nhân quả cả hai nền văn hóa phương đông và phương tây Đều có nói về quy luật nhân quả Do thời gian có hạn Tôi chỉ có thể giới thiệu một cách ngắn gọn Về quy luật nhân quả Thứ nhất Nhân và quả Tương ưng với nhau Tính chất của nhân quả là tương đồng Trong thiện nhân nhất định sẽ có Quả báo thiện Gieo ác nhân nhất định sẽ có quả báo ác không hề lẫn lộn bộ lịch sử cổ nhất ở trung quốc là sách thượng thư có viết người có lòng nhân ái ắt sẽ gặp điều may kẻ thích việc xấu xa ắt gặp sự hung hiểm như bóng đi theo hình như tiếng vọng theo âm tương tự như vậy trong sách châm ngôn hòa hợp bản của cơ đốc giáo có dạy hòa quản đi theo kẻ ác nghĩa nhân sẽ được thiện báo trong sách thánh kinh châm ngôn của do thái giáo cũng có nói người nhân nghĩa không gặp quả hại kẻ ác thì chịu đầy tai ách trong sách mahabharata của ấn độ giáo có nói không có người nào hành thiện mà gặt quả báo xấu cả kinh koran của hồi giáo nói người hành thiện tự sẽ được lợi ích kẻ làm ác tự sẽ thọ quả hại thứ hai trải qua thời gian mới kết thành quả từ nhân đi đến quả cần phải trải qua một khoảng thời gian giống như gieo hạt giống sau khi gieo xong phải trải qua một thời gian mới thành cây rồi mới ra qua kết trái không thể lập tức có quả ngay được cùng một đạo lý như vậy khi người làm điều thiện hay điều ác không thể ngay lập tức được thiện báo hay thọ ác báo bắt buộc phải trải qua một thời gian tương đối dài thì quả báo mới hiện rõ rất nhiều người không tin nhân quả là vì không hiểu rõ nguyên lý này người ta thường nhìn thấy người tốt không được quả báo tốt còn người ác thì không bị quả báo xấu thậm chí là Người tốt còn bị quả báo xấu Trong khi người ác lại được hưởng điều tốt Rồi họ phủ nhận nhân quả báo ứng Kỳ thực Đây chỉ là cái nhìn tiếng cận của chúng ta Nếu chúng ta nhìn một phạm vi Thời gian dài hơn Dài năm hoặc mấy mươi năm Thì sẽ thấy rất rõ ràng Nhân quả báo ứng tơ hào không sai Cho nên có cầu không phải không báo mà là thời giờ chưa đến thiện ác đến sau cùng đều có quả báo chỉ có sớm hay muộn mà thôi như tôi đã từng đề cập có một số người tốt lại gặp chuyện không may kỳ thực đó là vì ác nhân mà trước đây họ gieo nó đã chín mùi trước rồi cho nên họ nhận quả báo xấu trước con người làm ác lại được điều tốt đẹp là vì nhân thiện mà họ đã gieo trước đây trổ quả trước nên họ hưởng quả báo tốt trước trải qua một thời gian sau khi những nghiệp báo cũ đã tiêu tan hết rồi nghiệp báo mới sẽ hiện tiền chúng ta sẽ có thể nhìn thấy nhân và quả thật sự là tương ưng đầu thế kỷ trước ở thượng hải có một người rất giàu có Thích bố thí hành thiện Làm rất nhiều việc từ thiện Nhưng đến lúc lâm chung Rất là thống khổ Sau khi chết Cũng bị đọa vào nơi không tốt Mọi người nhìn thấy Thì hoài nghi nhân quả báo ứng Có sai sót Sau đó phát hiện Người nhà giàu này Lúc sanh tiền Làm quan trong triều đình Ông đã từng tham ô tiên triều đình chẩn tay cứu dân bị đói khiến cho rất nhiều người dân dùng thiên tai chịu bất hạnh chết vì đói ác nghiệp này vô cùng nặng nên những việc làm từ thiện của ông sau này không thể đào bù đắp nổi đến khi ông ta lâm chung ác nghiệp đã chín mùi cho nên đã sản sinh ra báo ác thứ ba nghiệp lực bất hoại nhân đã gieo không bao giờ hư hoại cho dù trải qua thời gian bao lâu thì cũng phải có lúc nó sẽ kết thành quả sau khi chúng ta tạo nghiệp thiện hay ác cái nhân thiện ác hay còn gọi là chủng tử vẫn còn lưu lại ở trong tâm không bị biến mất nửa chừng nghiệp thiện và ác cũng không thể triệt tiêu nhau nhất định phải đến khi kết thành quả báo thiện ác thì nghiệp lực này mới tiêu mất trong kinh đại bảo tích của nhà phật có câu dù cho trải qua trăm kiếp thì những nghiệp đã tạo cũng không mất khi gặp nhân duyên thì cũng phải nhận chịu quả báo cho nên chỉ cần chúng ta còn lưu chuyển trong sanh tử luân hồi Tuyệt đối sẽ không thoát khỏi nhân quả báo ứng Những việc thiện ác đã tạo ra giống như trò chơi bơm mê răng vậy Sớm muộn gì nó cũng sẽ quay trở về lại với chúng ta Trong thánh nhịn tập của Thiên Chúa Giáo có dạy Những hành vi hung ác sẽ trở về lại chính chúng ta sự hung bạo của một người sẽ giáng xuống đầu của chính họ trong châm ngôn Và hòa hợp bản Của cơ đốc giáo có câu Kẻ ác sẽ bị chính sự ác nghiệp của mình Bủa dây bắt giữ Tội ác do họ làm ra Như sợi dây thừng sẽ quấn chặt lấy họ Sách La Mã Thư Hòa hợp bản có câu Dựa trên hành vi của mỗi người Mà Thượng Đế sẽ có sự đáp trả Trong Thánh Kinh Trầm Ngôn Của Do Thái Giáo có câu kẻ nào đào hố kẻ đó tất sẽ tự rớt vào kẻ nào lăn đá tảng đá sẽ lăn lên trên thân thể của kẻ đó trong kinh pháp cú của phật giáo có câu với tâm ý ô nhiễm lời nói hay hành động khổ não bước theo sau tựa như cái bánh xe theo chân con vật kéo và câu với tâm ý thanh tịnh lời nói hay hành động an vui bước theo sau như bóng không rời hình Trong kinh Hagavan của Ấn Độ Giáo có dạy Ai ai cũng phải chịu hậu quả Từ chính hành vi của mình Thứ tư Là biến dị nhi thuộc Tức là từ lúc gieo nhân Cho đến khi hái quả Sẽ có sự thay đổi Về mức độ hậu quả thiện nghiệp và ác nghiệp không thể triệt tiêu lẫn nhau nhưng chúng có thể ảnh hưởng lẫn nhau những thiện nghiệp mình tạo sau này sẽ được cộng vào nhân thiện mình đã gieo trước đây chúng có thể ức chế nhân ác đã gieo trước đó cũng như đối với ác nghiệp sau khi đã gieo nhân ác nếu như vẫn tiếp tục tạo ác cái nhân ác này tương lai kết thành quả ác sẽ còn nặng nề hơn trước ngược lại nếu như sau khi tạo ác người đó nỗ lực hành thiện tích đức thì sẽ giảm nhẹ mức độ nhận ác quả trong tương lai cũng như vậy sau khi gieo nhân thiện nếu như tiếp tục tu thiện thiện quả sẽ càng tốt đẹp còn nếu như tạo ác thì sẽ ảnh hưởng xấu lên thiện quả chính vì sự ảnh hưởng qua lại của nhân thiện và nhân ác nên những mệnh của con người có thể thay đổi được cũng như trong sách Thái thượng cảm ứng thiên của đạo giáo có nói nếu như trong quá khứ đã từng làm chuyện ác sau biết hối cải bỏ việc ác không làm một lòng hành thiện không bao lâu những điều tốt lành tự nhiên sẽ đến đó là chuyển hòa thành phúc Sách Liễu Phạm Tứ Huấn Vào khoảng năm 1600 Tây Lịch Là lời dạy của Diên Liễu Phạm Tiên Sinh Ông đã tường thuộc Một cách tường tận Nguyên lý và quá trình Ông chuyển đổi vận mạng Là một cuốn sách tuyệt vời Số mạng của ông vốn là Không có công danh Cũng không có con kế tục Thông qua quá trình nỗ lực sửa lỗi tu thiện Sau cùng ông đã thi đậu công danh Và có con nói giỏi Thậm chí tuổi thọ của mình Từ 53 tuổi kéo dài đến 74 tuổi Cũng vào khoảng thời gian đó Có một vị tiên sinh khác Tên là Du Tịnh Ý Ông rất có tài Trước mặt mọi người ông làm rất nhiều việc thiện nhưng lời nói của ông không tốt Đặc biệt là ông có những ý niệm tà dại rất nghiêm trọng Kết quả dân số của ông càng ngày càng xấu Không những không thi đậu công danh Mà bốn người con trai và ba người con gái của ông đều chết yểu Đứa con trai còn lại của ông thì đi là không trở về Vợ ông vì khóc lóc đau thương đến nỗi mù cả đôi mắt Còn lại đứa con gái duy nhất thì bị bệnh thần kinh Gia đình lâm vào cảnh Không kế sanh nhai Sau đó ông được táo thần chỉ ra lỗi sai Toàn là do Ý ác của ông quá nặng Ông làm việc thiện Không phải là thật lòng làm Do đó Ông đã hết lòng Hối cải lỗi của mình Thật tâm tu thiện Trong vòng 3 năm số mạng của ông Đã có thay đổi lớn Ông đã thi đậu được công danh Tìm lại được con trai Mắt của vợ ông sáng trở lại Tất cả người trong nhà đều an hưởng cuộc sống Phước thọ khang ninh Một trong những vị độc hương của ông Đã ghi chép lại câu chuyện này Thành cuốn du tịnh ý công ngộ Táo thần ký Nhằm để cảnh tỉnh người đời sau Câu chuyện này Phù hợp với lời trong sách thái thượng cảm ứng thiên nói phúc cho ai nói lời thiện nghĩ thiện và làm thiện mỗi ngày làm ba điều thiện này ba năm sau trời sẽ giáng phúc cho rủi cho ai nói lời ác nghĩ ác và làm ác một ngày làm ba điều ác này ba năm sau trời sẽ giáng họa cho thứ năm nhân nhỏ quả lớn nhưng rất là nhỏ nhưng nó có thể kết thành quả rất lớn việc này giống như một hạt dưa hấu rất nhỏ được gieo vào đất tương lai sẽ cho ra trái dưa hấu rất lớn trong sách thượng thư có viết làm điều thiện trời sẽ ban cho trăm điều lành làm điều bất thiện trời sẽ giáng cho trăm tai ương Kinh Koran có nói Người làm một việc thiện Sẽ được báo đáp gấp 10 lần Kẻ làm một việc ác Chỉ bị sự trừng phạt tương đương như vậy Thậm chí trong nhà Phật Còn có câu nói là Xã một mà được dạng lần Đều là những thí dụ chứng minh Cho nhân nhỏ mà quả lớn Vì sao lại có hiện tượng nhân nhỏ quả lớn này bởi vì tạo nghiệp Chủ yếu dựa trên ý niệm Ý niệm hình thành rất là nhanh Trên kinh Bồ Tát Sử Thai của Phật Giáo có nói Trong một khẩy móng tay Có đến 3.200 tỷ ức ý niệm 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 thành hình Mỗi hình đều có thức Chính là vì tốc độ của tâm niệm nhanh như vậy Trong một thời gian ngắn có thể tạo ra rất nhiều nghiệp nhân tương lai những nghiệp nhân này đều sẽ kết thành quả báo cho nên quả báo sẽ được tích lũy rất nhiều đến lúc thọ báo thì mức độ sẽ tăng lên rất nhiều một thể hiện khác của nhân nhỏ quả lớn là một nhân sẽ chiêu cảm đến ba loại hoa báo quả báo và dư báo tất cả những hành vi thiện ác nếu như tương đối nặng thì ngay trong đời này báo ứng sẽ hiện hiện gọi là hiện thế báo hoặc là hoa báo Qua báo chưa phải là quả báo nặng nhất mà nặng nề mạnh mẽ nhất là quả báo thông thường xảy ra ở đời sau ngoài việc này ra còn có dư báo lâu xa trong tương lai giống như hiện tượng dư sống vậy hơn nữa quả phúc còn có thể lưu lại cho con cháu như trong kinh dịch có nói nhà thích điều thiện ắt thừa niềm vui nhà thích đều bất thiện ắt lắm tai ương đây là thuộc về dư báo chính bởi vì nhân nhỏ mà quả lớn nên bồ tát sợi nhân Chúng sanh sợ quả Mồ Tát là người đã thấu suốt Biết được sau khi gieo nhân ác Thì quả báo tương lai vô cùng đáng sợ Cho nên hết sức cẩn thận Không dám tạo ác nhân Còn như có ác báo Thì đó là các ác nghiệp đời quá khứ của chính mình đã tạo ra Sau khi thọ lãnh thì đã trả xong Quả báo thật sự không đáng sợ vì vậy Bồ Tát Cơ thể an nhiên thọ báo Không vì thế mà sanh phiền não Nhưng phàm phu thì mê quạt điên đảo Chỉ biết rằng ác báo rất đáng sợ Nên ra sức trốn tránh ác báo Mà không biết là phải ngừng tạo nhân ác Thì mới có thể thực sự tránh được quả báo ác Đến lúc người đó thọ nhận ác báo Nội tâm khởi lên phiền não tiếp tục tạo ác nghiệp cho nên sau cùng kết cục của người đó vô cùng đáng sợ chịu khổ không biết đến bao giờ người này phật bồ tát gọi là kẻ đáng thương xót vừa rồi tôi đã tóm lược trích dẫn những khái niệm về quy luật nhân quả cung cấp cho mọi người tham khảo nếu có người thật sự hiểu rõ được quy luật nhân quả thì sẽ không dám tạo ác mà sẽ tích cực hành thiện cho nên có một học giả đời nhà thanh trung quốc là tiên sinh chu an sĩ đã nói người người tin nhân quả đất nước sẽ được đại trị người người không tin nhân quả thì đất nước sẽ đại loạn tôi hy vọng thông qua việc học tập và hoàn dương giáo dục nhân quả của cổ thánh tiên hiền truyền lại có thể thúc đẩy sự tịnh quá nhân tâm xã hội hài hòa tiến đến đạt được hòa bình thế giới đây chính là cách làm tốt nhất để cảm niệm ân đức của tổ tiên tri ân báo ân cũng chính là thành quả thu hoạch lớn nhất của hoạt động đại lễ tế tổ của chúng ta hy vọng mọi người hãy cùng nỗ lực sau cùng tôi chúc mọi người thân tâm an khang sáu thời cát tường pháp hỷ sung mãn quan thọ vô lượng cảm ơn mọi người cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vòng tây cư sĩ amoc gmail.com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật